Mối tình giữa cô gái xinh đẹp và nhà sư Tây Tạng, tình yêu sét đánh hay hôn nhân kiếp trước? Tại Ấn Độ, vào năm 1996, có một câu chuyện tình yêu phi thường xảy ra. Năm đó, một người phụ nữ đến từ châu Âu đã tình cờ có một cuộc gặp gỡ với nhà sư Tây Tạng trong chuyến du hành khám phá Ấn Độ. Mặc dù họ xuất thân từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng ngay lúc đó, hai trái tim đã xảy ra sự cộng hưởng. Họ nhanh chóng yêu nhau và bắt đầu vào một cuộc hành trình đáng kinh ngạc. Người phụ nữ này khẳng định đã yêu nhà sư ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và nhà sư cũng tin chắc rằng cuộc gặp gỡ của họ là nghiệp của kiếp trước. Cảm xúc mạnh mẽ này khiến họ quyết định dành cả cuộc đời cho nhau. Và để kết hôn với người phụ nữ này, nhà sư đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là từ bỏ hành trình tu tập của mình, cởi bỏ tăng phục và rời khỏi tu viện để thực hiện một chuyến đi đến châu Âu và kết hôn với người con gái mình yêu. Cô gái đến từ châu Âu này tên là Sandra, sinh năm 1962. Cô sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Swabia trong một gia đình tư sản Đức. Năm lên 14 tuổi, cô đã trốn khỏi gia đình của mình, đi đến thủ đô Berlin vào giữa những năm 80 để theo đuổi đam mê. Tại đây, cô tự xem mình là một nghệ sĩ đường phố, biểu diễn đàn accordion ở khắp nơi. Tuy nhiên, đến năm 1996, như đã có một cuộc sắp đặt của định mệnh, Sandra đã bắt đầu một hành trình dài đến Ấn Độ và trước một túp lều, cô đã gặp được Awali, một nhà sư đến từ Tây Tạng. Khoảnh khắc Awali chu đáo rót cho cô một tách trà đã khiến trái tim của Sandra rung động. Kể từ ngày hôm đó, cô thường mạo hiểm tính mạng, một mình băng qua rừng rậm vào ban đêm để có thể gặp được Awali. Và mỗi khi về, cô đều mang theo một ba lô nặng trĩu thức ăn do Awali mang đến. Mặc cho khu rừng này được người dân cảnh báo là đã xuất hiện gấu và hổ, đây là những loài thú dữ có thể gây nguy hiểm đến con người, nhưng Sandra đều bỏ ngoài tai, bất chấp nguy hiểm để có thể nhìn thấy người mình yêu thường xuyên hơn. Và sau nhiều lần gặp mặt, giữa Sandra và Awali đã có sự gắn kết thân thiết. Mỗi khi gặp nhau, Sandra thường mặc một chiếc váy màu xanh dịu dàng, cùng Awali đi dạo quanh bảo tháp. Hai người trò chuyện và chia sẻ rất nhiều bí mật cùng nhau. Dần dần, nhà sư Awali cũng tin rằng hai người họ ở kiếp trước đã có một mối quan hệ gắn bó. Và kiếp này, họ được định mệnh sắp đặt để gặp nhau và tiếp tục mối lương duyên. Vì vậy, giữa hai người đã dần nảy sinh một tình yêu mãnh liệt. Riêng theo truyền thống Tây Tạng thì có hai loại lạt ma tăng không có vợ và lạt ma cư sĩ có vợ con. Chữ lạt ma là ma là dịch từ chữ Phạn Guru, có nghĩa là đạo sư, vị thầy chỉ đạo. Với người dân Tây Tạng, một vị lạt ma có vợ hay không, việc đó không thành vấn đề. Hoặc là những sư tu hành lâu năm hoàn tục vẫn được tín đồ kính nể, vì họ quan niệm rằng vị sư đó dù đã hoàn tục nhưng kiến thức và phẩm chất đạo đức của họ vẫn không mất. Nói về Sandra và Awali, quyết định của hai người họ đã gây ra nhiều nghi ngờ và tranh cãi cho những người xung quanh. Sau tất cả, đây là hai người có nền tảng văn hóa hoàn toàn khác nhau. Họ phải đối mặt với hàng loạt thử thách và sự thích nghi. Cuối cùng, mặc cho sự khác biệt về văn hóa và môi trường sống, cả hai đã quyết định cùng nhau đến sống ở châu Âu. Nhưng để có thể cùng nhau đi, họ phải đối mặt với một vấn đề quan trọng, đó là kết hôn. Vì chỉ có thể thông qua mối quan hệ hôn nhân, Awali mới có thể có được hộ chiếu. Và điều này cũng có nghĩa là nhà sư Awali bắt buộc phải hoàn tục. Đối với một người xuất gia tu hành, đây là việc không hề dễ dàng. Cả sư phụ và bạn bè của Awali đã khuyên anh rằng đừng nên làm điều này vì họ sợ rằng sau một thời gian dài xuất gia, Awali đã không còn cảm xúc mãnh liệt với tình yêu. Đây chỉ là một cảm xúc bất chợt xảy ra. Tuy nhiên, anh không muốn nghe theo lời khuyên của họ bởi vì anh tin chắc rằng đây là mối nhân duyên được kế thừa từ kiếp trước của họ và Awali muốn theo chân Sandra đi đến châu Âu. Anh sẵn sàng dành trọn đời bên người mình yêu vì Sandra mà từ bỏ mọi thứ, kể cả con đường tu hành mà anh từng theo đuổi trong suốt khoảng thời gian qua. Sandra tin rằng mình có thể cân bằng giữa hôn nhân và cuộc sống cá nhân, tiếp tục theo đuổi sự phát triển bên trong và đời sống tinh thần của riêng mình. Sau khi tổ chức đám cưới ở Canada,
họ quyết định đi đến Đức để Awangli gặp được gia đình của Senra, bất chấp sự khác biệt văn hóa. Tuy nhiên, để hàn gắn mối quan hệ với con gái, cha mẹ của Senra sẵn sàng chấp nhận một người con rể là nhà sư. Không lâu sau, họ cùng chào đón một thiên thần nhỏ đáng yêu tên là Tara. Cả gia đình cùng nhau sống hạnh phúc trong một căn hộ tại trung tâm thủ đô Berlin. Thi thoảng Awangli lại xuống phố để đọc kinh và cầu nguyện. Mọi người đi qua sẽ dừng chân lại để bố thí cho anh. Và Senra cùng chiếc đàn accordion sẽ đi khắp mọi nơi ca hát để thể hiện tài năng và theo đuổi niềm đam mê của mình. Thời gian đầu họ cảm thấy không thoải mái với cuộc sống ở Đức, nhưng dần dần Awangli cũng thích nghi với môi trường mới này. Có một ngày anh đã hỏi cô con gái nhỏ của mình rằng khi về già, cô bé có muốn bị cần kền ăn thịt hay không, hay muốn được chôn cất một cách tử tế. Nhưng cô bé không biết phải nói gì. Đã 12 năm trôi qua, có lúc anh gặp lại gia đình mình ở Tây Tạng, nhưng Awangli không thể quay lại, nên Senra thường đưa con gái đến Tây Tạng để gặp gia đình anh. Cả gia đình Awangli sống trong một túp lều, và họ có vẻ tò mò khi lần đầu được nhìn thấy máy quay và máy ghi âm, do điều kiện sống của nơi đây còn khá lạc hậu. Cha của Awangli cuối cùng đã gặp được con trai mình qua một video. Nước mắt ông bắt đầu tuôn trào, vì cuối cùng ông ấy cũng có thể thông qua video để gửi những tâm sự của mình đến người con cách xa 8.000 cây số. Sau một thời gian, Senra lại trở về Đức cùng con gái để đoàn tụ với Awangli, và gia đình họ lại tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc. Câu chuyện tình cảm này của họ đúng là rất bất thường, và sự kết hợp khó xảy ra này không những thay đổi cuộc sống của chính họ mà còn cho thấy được thực sự có thứ gọi là lương duyên từ kiếp trước. Nhiều quan điểm cho rằng đây là một việc bất thường. Vậy nên nhiều tín đồ Phật giáo trên thế giới chưa hiểu hết được Phật giáo Tây Tạng vẫn còn lạ lẫm trước những vị lạt ma lập gia đình, thậm chí còn cho đây là bảng môn tả đạo. Hôn nhân giữa nhà sư và người bình thường không có gì trái với luân thường đạo lý. Đừng quên chia sẻ những suy nghĩ của mình phía bên dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên lan tỏa video đến bạn bè và những người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.